Lan rừng bản đốt Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì trưa nay em đi lấy được một lô hàng về cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Hôm nay thì hầu như là lá mít, lá cứng xếp cực kỳ đẹp luôn. Và có trâu giống cũng rất là đẹp nhé. Và ngoài ra còn có còn lại sót lại được cả hai cái đơn chồn của ngày hôm qua đang còn lại. Thì hôm nay em xả nốt để cho mọi người sưu tầm nhé. Ai lựa chọn được đơn nào mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Sau đây em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu nhé. Hôm nay thì hàng quá là đỉnh luôn, tuyệt vời đẹp nhé. Đây H1 ba cây trâu mít, ba cây trâu mít rất đã luôn này. Một cây đấy, mít đẹp chưa, tròn xoe luôn nhá. Một cây, mọi người nhìn bàn tay để so sánh nhá, lên đến cổ tay rồi nhá. Đấy, một cây. Cây thứ hai đấy, mít đã chưa, mít rất đã luôn mọi người nhá. Đấy, mọi người xem tuyệt vời đẹp nhá. Đấy, hai cây. Cây thứ ba đây, cây thứ ba đây đấy, là mít. Cây này thì cái chỗ này nó bị cái cành cây nó ngoặc vào một tí tẹo tẹo đấy mọi người nhá, có cái đường mờ đây nhá, có cái đường mờ đây đấy. Thì em nói trước để cho mọi người nhìn thấy được nhá. Ba cây này với giá là 450k cho ba cây, ba cây mít này nhá, tuyệt vời đẹp luôn. H2 tiếp tục một đơn mít này. Đây, mít rụt rịt luôn. Một cây này, mọi người xem mít đã chưa, một nhá. Cây thứ hai này, cây này hầu như là mít xu rồi. Đấy, cây thứ hai tròn xoe luôn nhá. Và cây thứ ba đây, đã luôn nhá, hầu như là mít xu luôn rồi nhá. Đấy, ba cây như thế này với giá là 500k em bao ship. H3 tiếp tục một đơn mít rụt rịt này luôn, mít rụt rịt luôn nhá. Một này, đã chưa, tuyệt vời đẹp nhá. Hai đây, cái này thì ở rừng nó bị xém một tí teo tẹo này, không ảnh hưởng gì đâu nhá. Hai và ba đây, một cây chân dài, cây này thì mít su đặc biệt luôn nhá. Đấy, rất đã luôn, bản lá lá rất dày, nhìn cái lá ngọn này đã đấy, cực kỳ dày luôn nhá. Ba cây này, ba cây này cũng có giá là 500k. H4 hai cây mít xếp chỉ thiên, hai cây là mít chỉ thiên nhé. Một cây đây, mọi người xem bản lá này, lá rất đã luôn nhá, xếp chỉ thiên thẳng lên luôn nhá. Đấy, một cây. Cây thứ hai đây, mít xếp chỉ thiên đã chưa, rất đã luôn nhá. Đấy, tuyệt vời đẹp. Ai chốt cặp này có giá là 450k em bao ship. H4 H5 tiếp tục ba cây trâu mít rụt rịt luôn, đã luôn nhá. Một này, một mọi người xem rất là đã luôn. Đấy, lá tròn vo, rất dày, rất dày nhá, lá rất đã luôn. Một cây. Cây thứ hai đấy, đã chưa. Cây thứ ba đây, đấy, ba cây trâu mít này cũng có giá là 500k ba cây này. 500. H6 đây, ba cây trâu mít xếp rất đẹp luôn, ba cây. Một cây đã chưa, một nhá. Cây thứ hai đấy, rụt ra rụt rịt như thế này luôn, mít rất đã luôn nhá, rụt ra rụt rịt luôn. Và cây thứ ba đấy, một cây tròn xoe luôn, tròn xoe luôn nhá, lá rất dày. Ba cây này với giá là 450k. 450k. H6. H7 đơn này một đơn trâu mít rụt rịt. Đấy, mít rụt rịt. Một cây. Đấy mọi người xem, rất là đã luôn nhá. Đấy, một cây. Cây thứ hai. Ui, quá đỉnh luôn. Cây thứ hai. Và cây thứ ba. Đấy, xếp rụt rịt này luôn nhá. Ba cây này với giá là 500k bao ship. 500k nhá.
H7. H8 một cặp trâu mít cực kỳ to luôn. Rất to nhá. Đây, vừa xem. Đây quả này. Hoa nó dài hơn cả lá luôn. Dài, hoa dài hơn lá nhá. Đấy, mít đã chưa? 4 lá này, lá ngọn đang ra nữa là 5. Mọi người mua về để làm giống tuyệt vời luôn. Quả rất đã luôn nhá. Quả rất đã luôn mọi người xem. Rất sướng luôn, một cây. Và cây thứ hai. Đấy, tròn xoe luôn. Đã không? Rất to nhá. Rất to. Hết cả cánh tay rồi mọi người nhá. Đấy. Cặp trâu lá mít to này với giá là 500k. 500k nhá. Bình thường các shop khác người ta sẽ bán là một cây này không dưới 300k đâu mọi người. Đấy. Và em bán cả cặp như thế này để cho mọi người sưu tầm với giá 500 nó còn bao ship. Tiếp theo, ba cây trâu lá xếp rụt rịt này, một cây. Hai cây xếp đã nhá. Và đây là ba cây. Xếp này là xếp mít luôn mọi người nhá, xếp mít đấy. Ba cây như thế này. Đấy, mọi người xem, ba cây. Với giá là 450k. H9. H10. H10 một cặp trâu mít xếp này. Đây, một cây. Đấy. Mít đã không? Một cây thứ hai, cây này rất là to luôn, ba cặp lá. Ba cặp lá mít xếp như thế này. Tuyệt vời đỉnh luôn nhá. Ba cây, hai cây này với giá là 450k. Một gang, hai gang lá mít. Tiếp theo, H11. H11 ba cây lá cứng xếp nhá, rụt rịt này luôn. Một này. Hai cứng xếp rất đã luôn nhá. Đấy. Và đây là ba. Cái này dòng lá mít nhá. Dòng lá mít nhưng mà nó chưa được mít thôi. Rất đẹp nhá. Ba cây này với giá là 400k em bao ship. H11, H12. Đơn này cũng ba cây nhá. Ba cây lá cứng xếp. Đây, cũng dòng lá mít nhá. Một này. Hai, lá nó không được to bằng lá mít thôi nhá. Hai. Và đây là ba. Đấy. Ba, lá này nó bị nứt một chút này. Nứt một tí tẹo tẹo thôi. Không ảnh hưởng gì lắm đâu. Ba cây này với giá là 400k bao ship. H13 tiếp theo cũng là ba cây lá xếp rụt rịt luôn. Một này, lá cứng nhá. Hai. Và đây là ba. Ba cây như thế này. Tuyệt vời đỉnh luôn nhá. Ba cây. Về ghép 1 2 chậu thì tùy mọi người nhá. Hoặc là 3 chậu thì tùy. 400k. Tuyệt đẹp nhá. H14. Đơn này gồm có 5 cây lá cứng xếp. 1. 5 cây này nó nhỏ hơn. 2. 3. 4. Và đây là 5. 5 cây này với giá là 400k bao ship luôn. H15. Đơn này gồm có 3 cây lá cứng xếp. 1. Dòng lá mít nhá. 2. Đấy mọi người xem, cây to nhá, đều nhá. 3. Rất đều luôn nhá. 3 cây này với giá là 400k em bao ship. H15. H16. Một đơn lá cứng xếp chỉ thiên. Đây, lá xếp chỉ thiên nhá. 1 cây. 1 cây. 2 cây. Xếp chỉ thiên rất đẹp luôn nhá. Và đây là 3 cây. Đấy, cây nào cũng hình chữ V. Đứng thừng thừng như thế này nhá. 3 cây này với giá là 450k em bao ship. Đấy, tuyệt vời đẹp luôn. 450. H17, đơn này gồm có 5 cây lá cứng xếp. 1. 2. Dòng lá mít nhá. 3. 4. Và đây là 5. Đấy, 5 cây lá cứng xếp rất đẹp luôn. Với giá là 400k bao ship. H17. H18. Một cặp trâu lá xếp. Một cặp lá xếp rất là to. 1. 1 nhá. Đấy, xếp rụt rịt luôn. 2. Đây. Tuyệt vời đẹp nhá. 2 cây to như thế này với giá là 300k bao ship. H18. H19. Đây, một đơn này, đơn dạng thanh lý này. Dạng thanh lý. Một cây. Cây này nó ở anh em người ta đi lâu quá là hơi héo. Một này. Hai. Đấy, cây này cũng vậy nhá.
Và đây là ba, một cây lá xếp chỉ thiên, ba cặp lá rất đẹp luôn. Ba cây này giá chỉ có 300k bao ship luôn nhá. H19, H20, một cặp lá xếp tuyệt vời đẹp. Chép rụt rịt luôn, lá tận gốc nhá, lá tận gốc luôn, 1 2 3 3,5 cặp lá này. Xếp cực kỳ đẹp nhá. Một cây. Cây thứ hai đây, 1 2 3 3 cặp lá, tuyệt vời đẹp luôn nhá. Hai cây như thế này nhá, với giá là 400k bao ship. H21, đơn này gồm có 3 cây. 1 lá cứng xếp nhá. 2 đấy, xếp rất đẹp luôn. Và đây là 3. Đấy, 3 cây rất tuyệt vời đẹp nhá. 3 cây này với giá là 350k em bao ship. H22. Đây, một đơn này lá cứng xếp rất đẹp nhá. Cây này thì nó bị cụt mất hai cái lá này. Anh em người ta đi bỏ bao thì nó bị gãy nhá. 1 này. 2. Đấy. 3. 3 cây như thế này. Đấy, 3 cây thế này. Giá chỉ có 350k thôi. Chính xác mà bán thì 3 cây này phải đến 500k. Đấy. Mà giá chỉ còn 350. H22. H23, một cặp lá xếp cực kỳ lớn luôn này. Rất là lớn luôn nhá. Viên gạch hơn 50 cm. Đây mọi người xem. Đấy, to hơn cả viên gạch. Viên gạch nhà em 50 nhá. Đấy. Một cặp rất to luôn. 1 2 3. Đây một cây. Đấy, một cây. Cây thứ hai. Đây, hai cây như thế này. Giá chỉ có 400k cho một cặp này, bao ship. Đấy, rất to nhá, rất to luôn. Tiếp theo H24. Đơn này gồm có 3 cây. 1 này. 2. 3 cặp lá luôn nhá, 3 cặp lá rưỡi luôn đấy. 3, cây này cũng là 3 cặp lá. Đấy. 3 cây này với giá là 300k bao ship. H24. H25. 25, đơn này gồm có 10 cây, lá cứng lá ngắn rất đẹp luôn. 1 2 3 4. Đây là lá mít này. 5 6 7 8 lá mít này. 9 lá mít này. Và đây là 10. Đấy. 10 cây như thế này, giá là 350k em bao ship luôn. Tiếp theo H26, đơn này gồm có 20 cây nhá. Đây, mọi người xem cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đấy, 20 cây này với giá là 350 bao ship. H27, đơn này cũng là 20 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 có lá mít trong này nhá. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 cây này với giá là 350 bao ship. H28. Đây, một đơn này gồm có 60 cây giống luôn nhá. 60 cây. Đảm bảo số lượng và chất lượng nhá. 60 cây này. Với giá là 500k bao ship nhá. 60 cây luôn mọi người nhá. Tha hồ trồng. Tiếp theo H29. Đơn này gồm có 50 cây chồn. 50 cây chồn nhá. Tổng toàn bộ 50 cây nhá. 50 cây này với giá là 300k
đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người nhé. 300k bao ship. H29 H30 đơn này gồm có 25 cây trồn lớn nhá. Đấy, chỉ có hai đơn trồn cuối cùng này thôi, với giá là 350k, đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người nhá. 25 cây to 350k bao ship nhá. Đấy là tổng toàn bộ 30 lô chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852. Kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.